Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Duy Anh Audio. Trong video này em thanh lý cho các bác một cái âm ly này. Bây giờ nó sẽ thành một cái cục loa các bác nhé, một cái cục đẩy 4 kênh, đẩy 4 loa các bác nhé. Hàng 220, công suất 500W. Giá thì thanh lý cho các bác lỗ luôn, với cái giá chỉ có 1.300.000 đồng. Các bác phải đánh 4 chiếc loa bát 25 các bác nhé. Đấy, tức là hai cặp bát 25, nó sẽ là một cái bao, một cái cục đẩy, cục công suất thôi các bác nhé. Thì em thanh lý cho các bác, còn các cái chức năng khác thì lỗi hết rồi, tại vì mình chỉ lấy tín hiệu trực tiếp từ cổng AV thẳng vào công suất. Đấy các bác, đây em đang test là một cắm trực tiếp từ điện thoại vào. Đấy. Phải thoa nhỏ bằng trên chiếc điện thoại các bác nhé. Đấy. Nơi con sông Hồng chảy vào đồng biển, ở trên anh mùa này con nước lắng phù sa in bóng đôi bờ. Anh ở biên cương biết rằng em đang ngóng tháng chờ, cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước nên ngày ngày cùng bám bê trên chốn anh lại xuống sông Hồng chờ thỏa. Hiện tại thì em đang đấu với hai cặp loa bát 25 các bác nhé. Đấy, đánh rất là khỏe luôn. Lỗ thất ở dòng này cho các bác nhé. Sò thì nó trải dài từ bên này sang bên này có 14 con sò than 1 vít các bác nhé, 14 sò. Đấy. Bây giờ thì ở phía sau này nó chỉ có duy nhất một cổng tín hiệu này thôi. Đây này các bác nhé, cái cổng có chữ CDR Tape này. Đây là một cổng tín hiệu vào duy nhất nó có thể sử dụng được. Để các bác cắm tín hiệu vào từ vang số, hay là từ giả sử các bác muốn nghe từ điện thoại thì các bác cho nhỏ điện thoại vào cắm trực tiếp vào đây, hay là các bác kết nối với vang số. Đây các bác, đây sẽ là một cái cục đẩy để các bác hát hò karaoke, đánh 4 bát 25 được. Ở đây các bác nhé, đấu loa ở đây hai đường cổng ngoài cùng bên trái và hai cổng ngoài cùng bên phải. Em sẽ test luôn cho các bác này. Đấy. Thì em sẽ test từng đường loa một, 4 cổng thôi nhé. Đấy. Ở đây sẽ có 4 đường ra loa. Đấy. Các bác về thì xoáy cái này ra nhé, xoáy nó ra xong nhét vào khe chặt thôi nhé, chứ em đút như này là nó không đúng tiêu chuẩn đâu. Ở đây điện là từ 220V đến 230V các bác nhé, công suất 500W này, Pioneer này. Hàng này thì được lắp ráp ở Trung Quốc nhưng mà để xuất sang các thị trường châu Âu. Cái năm sản xuất ra thường được đời rất cao các bác nhé, đời 2011 này. Thì các bác lấy tín hiệu từ cái vang số, từ cái cục vang của mình. Vang nhà mình thì có cái phần chỉnh to nhỏ mới bát mid check ấy, thì các bác cái lối xuống từ vang xuống cái cục đẩy này, hay còn gọi là âm ly, nhưng mà bây giờ nó thành cái cục bao. Đấy các bác nhé, bật nguồn lên và đợi le nó đóng là xong thôi. Đấy. Thanh lý cho các bác giá 1.300.000 đồng, kích thước là chiều ngang 43.5cm, chiều cao 16 và chiều sâu 36, giá chỉ có 1.300.000 đồng thôi nhá. Một cái âm ly đời rất cao, giá thành nếu mà giá thành của âm ly này thì thực chất ra nó rất là cao các bác nhé, giá cao lắm, nhưng mà bây giờ nó lỗi thì em thanh lý cho các bác về làm cái cục đẩy đó nhé, cùng làm cục đẩy, giá chỉ có 1.300.000 đồng. Đây, em đang kết nối thẳng với điện thoại. Đấy. Đánh rất căng luôn, to căng. Giá chỉ có 1.300.000 các bác nhé, không bao ship, một cái thiết kế rất đẹp luôn các bạn, hai núm hai bên. Cái màn hình này chẳng có quay như sáng cho nó đẹp thôi. Các mua hàng này lại cho em có số điện thoại 0961 22535. Cảm ơn các bác đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.